Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Không phải tự dưng mà Ronaldinho được cả thế giới bóng đá gọi là phù thủy trên sân cỏ. Ngôi sao người Brazil sở hữu những kỹ thuật thượng thừa và không phải cầu thủ nào cũng làm được. Anh luôn là người tạo ra dấu ấn với những pha xử lý có một không hai của mình. Đến nỗi một người đàn em sau này, Cristiano Ronaldo cũng phải học theo những kỹ năng ấy để thi đấu. Những màn đi bóng giật gót sau kim của Ronaldo khiến các cầu thủ đối phương phải vất vả. Kỹ thuật ấn tượng ấy trước kia cũng từng xuất hiện thường xuyên trong các trận đấu của Ronaldinho. Pha chuyền bóng bằng lưng của Cristiano Ronaldo trong trận gặp Atlético Madrid chính là lấy cảm hứng từ bậc thầy Ronaldinho. Trong trận derby của thủ đô Madrid, Ronaldo đã làm các cổ động viên phải vỗ tay tán dương quả chuyền bóng bằng lưng khó tin của mình. Nói như vậy, tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tuyệt chiêu này. Vào năm 2003, Ronaldinho cũng đã khiến các cầu thủ của Murcia bất ngờ bị pha chuyền bóng bằng lưng cho Rafael Marque. Ronaldinho cũng đã từng ghi bàn thành công với cú ngã bàn đèn cực kỳ đẹp mắt khi khéo léo đỡ bóng bằng ngực, xoay người 180 độ, tung mình lên cao, sút bóng bằng chân trái. Nói rằng copy thì có đôi lúc không chính xác cho CR7, tuy nhiên giữa anh và Ronaldinho luôn thực sự có nhiều điểm tương đồng trên sân cỏ. Kể cả những pha ghi bàn bóng xoáy và lực đạo mạnh mẽ được thực hiện từ khoảng cách ngoài vòng cấm. Ronaldinho có rất nhiều kỹ năng đi bóng ảo diệu. Trong sự nghiệp của mình, anh đã từng thực hiện nhiều độc chiêu đi bóng. Một trong số đó là flip flap hay còn gọi là elastico.
Đây là một kỹ thuật có thể tạo ra ma thuật với trái bóng, nhưng có độ khó rất cao và đòi hỏi người thực hiện cũng phải có đôi chân biết nhảy múa. Tuy không phải là người sáng tạo, nhưng Robou chính là người khiến Elastico trở thành một thuật ngữ, một con sốt xuất hiện trên mọi sân bóng trên thế giới. Trong đó, tuyệt kỹ rê bóng và bất ngờ đổi hướng được cầu thủ người Brazil này thực hiện khá nhiều lần. Tuyệt kỹ đi bóng này đã được Cristiano Ronaldo tái hiện lại. Dù người ta thường nhớ đến Cristiano Ronaldo bởi khả năng săn bàn sát thủ hay tốc độ như một chiếc xe đua F1, nhưng khi cần, Ronaldo chứng minh rằng anh cũng có thể xử lý bóng gọn gàng và ảo diệu không kém bất cứ ai. Cristiano Ronaldo, những kỹ năng ấy cũng từng xuất hiện trước mắt người hâm mộ qua biểu diễn của Ronaldinho. Từ những màn không chế bóng bằng vai, lưng cực kỳ ảo diệu, kiểu rê bóng Rolex như Zidane, đi bóng xỏ kim hay tuyệt chiêu flip flap, tuy nhiên bắt chước hay không cũng không phải là điều quan trọng. Điều trọng yếu là Cristiano Ronaldo đã thực hiện nó tuyệt vời như thế nào, đúng không?
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!